Rồi, hôm qua thì mình có đăng video mình thanh lý bánh xe, nhưng mà nó có một số là cái lợi bánh nó còn sót lại nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đăng lại cho anh em một số cái mã mới này để mình thanh lý lại tiếp tục nha. Thì bên đây thì vẫn còn là mã 4, 5, 6, 7 là giữ nguyên nha các bạn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là giữ nguyên. Còn mấy cái mã 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 là mình có thay đổi tí đỉnh, nên mình sẽ quay lại phim lại để mình báo giá lại cho anh em, để anh em mua cho nó hết cái này luôn. Thì ở đây thì hiện tại mã 0, mã 1, mã 3 là các mà bánh bị rồi nè, mình bơm không vào, mình cho nó là bánh hư đó các bạn, để anh em có thể về anh em thay lốp hay là anh em vá lại gì đó anh em xài. Mình để giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn để anh em thấy nha. Ở đây là bánh số 0 này các bạn, mình đánh mã số 0 nha. Đó. Đây gọi là anh em gọi là hai cái bánh đây mà nó bị hư đi. Đó. Thì hiện tại thì một con thì nó bị gãy mất cái van này, anh em về thay cái ruột này. Đó, còn con này thì nó xì không lên, để ngoài mưa nó hơi để xét tí nha các bạn, nhưng mà bánh vẫn còn rất là ngon, chưa có bị vấn đề gì về lốp liếc các bạn, rất là đẹp. Thì hai cái bánh này mình bán 50.000 nha. Đó, anh em cứ gọi mã số 0 đi. Cái đây tại vì mình chưa đánh mã. 50.000 là hai cái luôn nha các bạn. Tính ra 25.000 cái đó. Đây là 50.000 hai cái này. Thì bánh hôm qua mình có nói rồi. Cái đây thì anh em chỉ cần về, chúng ta chỉ cần bơm lên, quên, tháo cái ruột này ra các bạn, tháo lốp này ra kiếm, nếu mà nó lỡ mà nó tét ruột thì chúng ta mua cái ruột khác. Còn nó ngon thì chúng ta khỏi mua, chúng ta cứ việc vá lại và xài thôi. Còn mình bơm vô thì nó xì, đã bơm đâu xì đó, mình bán thanh lý cho anh em nha. Nó đường kính là 25 phân này. 50.000 hai cái đây nha. Rồi tiếp đến là bến B1 các bạn. B1 này là gọi là B1 hư nha các bạn. Nó hôm bữa thì hôm qua thì có hai cái bánh ngon mình bán rồi. Hôm nay thì tiếp tục là mình lục trong kho là nó còn được mấy cái bánh này, bánh lủng này các bạn. Mình chả biết nó bị gì trong này, mình cũng không có biết cách mở này ra các bạn. Nên mình thấy nó không lên hơi thì mình báo là bánh hư, mình bán cho anh em thanh lý. Đây là cái gai này các bạn, rất là ngon này, bánh còn gai còn đẹp này, vành viết rồi thì nói chung là nó cũng ổn, nó sang, nó còn đẹp. Đó. Bánh này mà chỉ có 50.000 một bánh các bạn, thật sự nếu mà gửi bánh này đi thì mình sẽ không hỗ trợ tiền ship nha bạn. Anh em mua thì tiền ship có thể tiền ship nó là cao hơn tiền hàng. Có 3 bánh này các bạn, 3 bánh này thì mỗi bánh 50 nha, là 3 bánh 150. Anh em mua mã số 1 này là 3 cái là 150 nha các bạn. B1 là một cái 50, 3 cái 150. Đó, anh em về chế độ gì đó. Con này thì 40 cm nha bạn. Đường kính nó là tới gần 40 cm, 40 cm luôn á. Anh em về chế xe lôi, xe rùa, xe đẩy gì đó thì anh em. Đó là bánh B1 3 cái 150 nha các bạn. Anh em chờ tới chưa tiền ship. B2 này các bạn, B2 là bánh máy cày. Mà bánh trước các bạn, nếu chúng ta chế bánh gạch bánh trước là 35 cm này các bạn, bánh này là ok nha. Mình bán là 450 một cặp nha các bạn. 450 là hai bánh, bao ship cho anh em luôn. Đó, cái cặp này thì bao ship nó cũng rơi vào khoảng gần 100 ngàn các bạn, nó nặng lắm. Bánh xe cái như này nó gần 5 kg, mà hai cái là 10 kg, tiền ship cũng khá là nhiều các bạn. Thì đây là B2, vẫn mã B2 hôm qua luôn nha. Là 450 một cặp. Đó, mình còn được mấy, khoảng hơn 10 cặp nữa là hết rồi. 36 cm này các bạn. Cái này thì nó không có OB nha các bạn. OB thì chúng ta về chúng ta đóng vô, hoặc là chúng ta dùng cái này gắn trực tiếp vô cái cốt luôn cũng được, khỏi cần OB. B2 4,5 này. B3 là cái bản hư của B2. Đây là cái bản hư của B2 các bạn. Mình có được mười mấy bánh á, thì mình sẽ bán cho anh em là 50.000 một bánh luôn nha các bạn. Đây, thì cái bản này thì nó y xì như cái bản B2 luôn. Đó. Nhưng mà bên trong luộc là chắc chắn nó đã bị lủng rồi. Lủng hay gì đó mình không biết, nó tét cái này kia. Em này anh hên gì bị lủng lỗ xíu giá là xong, có được cái bánh xe để xài. Còn anh em nào mà lỡ mà xui xui quá thì nó tét cái ruột thì chúng ta mua ruột khác chúng ta xài, bỏ vô nó cũng rẻ thôi các bạn. Cái ruột này thì chắc khoảng 100.000 chứ không nhiều đâu. Rồi B3 này các bạn, B3 thì giá vẫn là 50.000 nha một bánh nha các bạn. B3 là 50.000 một bánh. Anh em mua mấy bánh thì ấy cho mình, thì cứ mua đủ số lượng là mình bao ship nha các bạn. Đó, còn lại tiếp theo là B4 là cái bánh hơi này này. Bánh hơi này, bánh hơi này thì đường kính nó sẽ rơi vào khoảng 26 cm. Đó, chiều tải nó thì cũng tầm 136 kg này các bạn này. Nó có sẵn cái vòng bi 16 ở đây luôn nha, chúng ta về gắn trục 16 là xài là đẹp. Đó, bánh như này.
giá của nó là 100.000, à 120.000. Đây, B4 120 này các bạn. Đó, B4 là 120 nha. B5. B5 đây các bạn. B5 là 100.000 một bánh này, bánh đặc này. Bánh này thì đảm bảo là không có bị xì hơi được nha. 21 cm. Bánh này là khỏi nói chuyện xì hơi ở đây. Đường kính là 20 cm này các bạn. Có sẵn vòng bi 16 này cho anh em nha. Anh em thì gắn trục 16 là đẹp. Bánh đặc nha các bạn. Thì bánh này là mình đánh mã B5. B5 là 100.000 một bánh. Rồi B6 là cái bánh AC như vậy, là mà đường kính nó to hơn, nó tới 25 cm. Đấy, anh em có thể chế coi kích thước là chế nha. Bánh này là 150.000 một bánh này các bạn. Giá nó giảm so với giá gốc rất là nhiều rồi đấy. Bánh đặc. Bánh này thì khỏi nói chuyện mà bể hay là nứt gì, khỏi nói chuyện xì hơi nha. Chiều tải thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 100, hơn 100 kg. Đó, đó là bánh lớn các bạn, B6. Còn ở đây là B7, B8, B9, B10 nè các bạn. Mình đang bán với giá là rồi, B7 là tới mấy cái bánh xe nhựa nha các bạn. Bánh xe này thì mình cũng có giới thiệu rồi, giới thiệu lại thôi. Đợt này thì giá nó siêu rẻ luôn, là 8,5 các bạn. B đây là B7 này, 8,5 này. Bánh này bánh nhựa cho các bạn. Bánh này mình bao anh em một bánh chịu tải 25 kg nha, cho anh em về anh em thích chế ra đó chế, nhưng mà chúng ta mình sẽ bao tải trọng tầm đó. Ổ bi này chúng ta về chứ gắn ổ bi thêm nha, chưa có cái nào ổ bi đâu. Bánh mới 100% chưa có xài. Mình bán là 10 bánh nha các bạn. Bánh combo một phát là 10 bánh là 30.000, tính ra chỉ có 3.000 một bánh thôi. Anh em cố gắng là mua combo giúp mình nha, cho nó dễ bán. 10 bánh là 30.000. B8 cũng vậy các bạn. B8 thì cũng là 10 bánh 30.000 nha. B8 này, cái bánh này là nó cũng bằng nhựa, nhưng mà nó nhựa đây nhựa dẻo nha các bạn. Đường kính nó là 7 phân. Đây là chế đủ thứ đồ luôn các bạn. Bánh nhỏ như thế này chúng ta chế mấy chiếc xe đẩy hàng trong gia đình đó. Siêu ngon luôn nha các bạn. Vòng bi thì mình nghe nói là bi 608 là bỏ vừa, nhưng mà mình cũng chưa kiểm chứng nha. Nhưng mà tóm lại là nó không có vòng bi đó. Bánh xe là bao đẹp nha các bạn. B8 cũng là, đây anh em, mã này là mã B8 bạn. 10 bánh 30.000. B9 nha các bạn. B9 là đường kính là 8 phân này các bạn. Đó, cũng là bánh xe nhựa luôn. Rất đẹp. 3.000 một bánh thì quá rẻ luôn các bạn. B9 này, mình bán combo 10 bánh, vẫn là combo 10 bánh 30.000. Và cuối cùng là B10 các bạn. B10 thì cũng vậy thôi. Đường kính là 7,5 nha. Anh em về chế đồ chơi, đồ cho con nít cũng được. Và làm nhiều thứ cũng được, bạn chế xe để hàng lên quanh trong nhà cũng được nha. Rồi, và anh em đứng lên để nhìn lại một lần nữa này. Đó, đây là toàn bộ 10 mã bánh xe và một số cái hàng thanh lý của mình. Anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể đặt hàng mình nha. Cảm ơn anh em theo dõi video. Cán búa này, cán búa hàng của hết kỳ các bạn. Nó còn nó về được khoảng mấy trăm cái nữa. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua lại thì có thể đặt hàng lại nha. Nó cán búa thì mình sẽ lựa những cái cán đẹp các bạn. Cán búa thì anh em yên tâm nha, khi mà mình giao anh em thì mình sẽ giao những cái cán nó đẹp như này. Còn ví dụ như xui rủi mà nó trúng những cái cán nó bị mốt, bị gãy, bị nứt các bạn, mình sẽ trừ tiền thẳng cho anh em luôn nha. Đó, cứ một cán là mình sẽ trừ tiền lại cho anh em yên tâm. Ở đây thì mình sẽ bán cho anh em là combo 5. Combo 5 cái là vẫn là combo 5 cái cán búa như thế này vẫn là 100.000 nha các bạn. Đó, quá rẻ cho anh em để anh em xài luôn. Thì kích thước cán búa này thì cái chiều dài của cái cán không á là 35 cm này các bạn. Cái này thì chúng ta tra cái búa tầm nửa ký là đẹp các bạn. Cái búa tầm nửa ký là chúng ta là đẹp. Đây thì cán búa này làm từ gỗ tự nhiên, mình cũng chả biết gỗ gì, nhưng mà cái độ thanh của tiếng búa này rất là thanh. Thì nói chung là giá rẻ thì anh em cứ mua về để dành xài thôi. Mình bán là 50-100 ngàn cho combo 5 cây. Thì trên những cái đầu này thì nó có nhiều cái, nó sẽ có cái lông đề này nha bạn. Cái lông đề này mục đích là để nó đóng, nó nem, nó tè ra đó. Có cây nào hình như là đa số đều có. Các bạn em về trước khi xài chúng ta đóng cái này ra trước, rồi chúng ta lắp cái búa vô. Có nhiều cái chưa có này. Đây các bạn, giá là 100k cho 5 cái cán búa. Có nghĩa là khi anh em mua combo, mình ưu tiên anh em bán combo nha. Đây, 100 ngàn thì chúng ta có được 5 cán búa to như thế này. Và anh em mua 9 cái thì sẽ được free ship nha. Đây, áp dụng chương trình đó là 300.000 free ship cho anh em luôn. Đây các bạn, bắt cán búa hết kỳ này. Quá đẹp nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ đi đến thanh lý bánh xe. Đó, một video vẫn duy nhất không? Thì ở đây là cái súng bắn cát, đây là cái hộp, cái hình thức của nó này. Dòng này là dòng BS1 này các bạn. Cái dòng này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho chúng ta cái bình chứa này. Cái bình này thì nó đựng được khoảng 0,8 kg cát. Đó. Anh em lưu ý là khi chúng ta xài cái súng này thì chúng ta phải sàn cát nha các bạn. Thì chúng ta phải sàn cát ở một cái độ mịn nhất định, chứ không phải là cứ hốt cát ngoài đường vô là chúng ta có thể bắn được đâu nha. Tại vì ngoài đó nó rất là nhiều lẫn lộn sạn nhỏ nhỏ lớn lớn, chúng ta bỏ vô chúng ta bắn thì nó sẽ nghẹt cái vòi. Thì đây là cái cơ cấu của nó này. Thì cái này cũng đơn giản thôi các bạn, nó hút lên cái lỗ đây và nó bắn ra cái lỗ đây. Cái này thì cho mấy anh em mà làm bên cơ khí rồi bên thợ sửa xe máy rồi các bạn, cần bắn những cái chi tiết ví dụ như bắn ông bô, bắn bình xăng nữa cho nó sạch sẽ đó các bạn. Thì cái cao công nghệ bắn cát này nó đang ứng dụng rất là nhiều vô cái ngành nghề của anh em nha. Thậm chí là chúng ta có thể xài gia đình là bình thường nha các bạn. Đồ gì mà bị rỉ sét, bị bám dầu mỡ lâu ngày rồi đó thì có thể là mang ra chúng ta bỏ vô tới là bắn. Nguyên liệu thì sẵn có nha các bạn. Nguyên liệu thì cứ cát xây dựng là được các bạn. Cát xây dựng chúng ta sàn cho nó một cái là được. Thì khi mà chúng ta xài xong thì chúng ta mở ra đồ này là chúng ta vệ sinh, coi thấy nó có bị thông, bị nghẹt gì không. Cái đây là cái bình chúng ta này. Bình này là bằng như bằng nhôm các bạn. Cách lắp đặt thì vô cùng đơn giản. Đây, bây giờ mình sẽ gắn hơi mình sẽ cho anh em thử coi này. Đây thì các bạn muốn xài con này thì chúng ta chỉ việc đổ cáp và cắm dây hơi thôi nha các bạn. Anh em lưu ý xài cái này thì nhà chúng ta phải tối thiểu là phải có cái bình hơi nha. Đó, chứ không có bình hơi là không làm gì được đâu. Đó, gắn hơi vô này. Thì chúng ta xịt. Cái bình này thì chúng ta cứ xài cái máy hơi như mình này các bạn. Máy hơi 8 kg là được rồi. Đó, bình mình hơi 8 kg là mình đã xài vô từ rồi các bạn. Đó, nhà ai thì bữa nay nói chung tối thiểu cũng có một cái bình hơi để chúng ta bơm xe rồi vệ sinh này kia là chúng ta bắt buộc có rồi đó. Gắn vô bơm cát ở đây và xịt các bạn. Ví dụ như những cái chi tiết mà đây là hoa án là những chi tiết mà bị reset lâu ngày á, ví dụ như sơn các bạn, những cái lớp sơn này chúng ta cũng có thể tẩy được nha các bạn. Tại cái lực cát này nó ra và những cái hạt cát nó bắn vô nó tạo ra một cái lực rất là lớn nha các bạn. Đây là cái chút. Đầu tiên thì chúng ta dùng một cái rổ, chúng ta sàn bớt cái lớp đá lớn với bụi đi nha các bạn. Chúng ta hốt cho đuổi rồi này. Sau đó chúng ta lắp vào cái máy. Đấy, như vậy là xong. Rồi chúng ta gắn vào ống hơi, hơi 8 kg là được. Bây giờ chúng ta sẽ xịt các bạn. Anh em coi này, đây là những cái đầu máy, xe máy nó bị rỉ sét lâu ngày. Nhưng mà mình xịt một phát là nó trắng phéo luôn á. Đó, nên ta tẩy được dầu mỡ, những cái vết bắn cuốc cứng đầu các bạn. Mà không cái gì có thể làm được nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục là tẩy cho anh em coi cái đồ dụng cụ này các bạn. Này, cái này nó bám rất là nhiều axit trong này các bạn. Thì chúng ta tẩy một phát là nó trắng phéo luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta thì sản phẩm này thì anh em coi này, mình có khá là nhiều. Thì mình vì nó nhiều nên mình sẽ thanh lý luôn trong cái video này với giá là 250 ngàn một cây bao ship cho anh em nha. Đó. Anh em cứ thoải mái và mua. Tại giá như thế này thì chẳng có ở đâu mà rẻ hơn được nữa đâu. 250 mà anh em còn được bao ship nữa, tính ra trừ tiền ship nó 30-40 ngàn rồi. Thì hàng là hàng mới nguyên, siêu nguyên kiện 100%, chưa có sử dụng nha các bạn. Chưa có qua sử dụng một lần nào hết trơn. Đây, giống như này, hàng mới đẹp và cam kết là bảo hành cho anh em bao xài, nếu có bao đổi trả, nếu có vấn đề của nhà sản xuất nha. Này, súng rất là nhiều các bạn. Đó. Rồi, thì anh em có nhu cầu mua sản phẩm này thì có thể gọi trực tiếp cho mình tới số điện thoại 0378539922 hoặc là inbox này kia cho mình nha các bạn. Đó. Chào các bạn. Đây các bạn, cái cuộn ống dây này thì mình tiếp tục thanh lý nha. Mình còn khoảng đó các bạn, thì nó còn một ít cái cuộn này, chắc còn khoảng 20-30 cuộn thôi. Thì mình tiếp tục thanh lý nha các bạn. Giá là vẫn là 90 này. Đó, thì cái cuộn này thì anh em về xài thì nó quá ngon đi. Và sẵn tiện giới thiệu cái cuộn này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em mấy cái bét trước này các bạn. Cái bét này thì vừa rồi mình có về lại cái bét dùng để thông cống đó các bạn. Cái này thì rất nhiều gia đình cần nha các bạn. Mà đây các bạn, ở đây thì cái rửa xe này, anh em coi này,
nếu mà anh nhà anh em có rửa xe dân dụng nha, cái đây là máy rửa xe của Desktop. Hàng này là mình đang bán với giá là 1.550.000, mà cái công suất nó là 2.200W đó các bạn. Mình đang bán cái giá này nha. Thì đối với những máy rửa xe dân dụng gia đình đó các bạn, nó sẽ có cái cuộn dây như thế này. Đây là cái cuộn dây của máy rửa xe dân dụng này các bạn. Thì cái cuộn này thì chúng ta muốn thông cống được cho nó thì chúng ta phải mua cái này kèm với một cái béc đồng các bạn. Đây là cái béc phun thông cống này, nó sẽ có một tia đi tới và 5 cái tia đi lui để một tia nó phá nước và nó đẩy cái béc này đi tới các bạn. À, thì cái béc này chúng ta không thể nào mà gắn vô cái này được. Đấy, không thể nào gắn cái này được. Thì bắt buộc chúng ta phải mua thêm cái béc đồng. Đồng. Thì khi anh em mua thì mình sẽ có kèm cái ron cho anh em này, cái ron cao su đen đen này. Đó. Đây là cái béc đồng. Chúng ta gắn vô như thế này. Thì chúng ta thông cống nha các bạn. Đó thì chúng ta đây các bạn, kết nối như thế này để chúng ta thông cống. Đó. Thì nó vừa xích như thế này các bạn. Khi chúng ta thông cống thì chúng ta luồn này vô những cái lỗ nước chúng ta để nó xịt, nó đánh bay những cái rìu bám bẩn ở trên cái lòng cống chúng ta. Đó. Thì khi anh em có cái máy dân dụng thì chúng ta mua cái này. Đó. Thì chúng ta muốn xài như thế này chúng ta mua cái này. Còn ví dụ như anh em mà mua cái cuộn dây bên mình dây không này nè, thì chúng ta sẽ chỉ cần mua cái này thôi. Đó. Thì nếu mà chúng ta mua cái cuộn dây như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái béc này chúng ta gắn trực tiếp luôn, nó không có phải qua cái béc đồng, nó tiết kiệm hơn một xí. Đấy, đây là cái béc thông cống này. Và giá của nó thì khi mà anh em, nếu mà anh em xài cái dây cuộn dây như thế này, cái đầu này á mà dùng cho máy cao áp á, chúng ta mua cái này không á là 60.000 nha các bạn. Đây, giá là 60.000 này. Còn anh em muốn mà mua cái này thêm á để dùng cho máy gia đình á, là 90.000 nha. Là giá đây các bạn. Giá đường ghi rất rõ này. 60 này và 90. À, 90 là một combo như thế này. Đó. Còn cuộn dây này thì mình đang bán với giá là 90.000 một cuộn. Và anh em mua nhiều cũng có thể kết nối lại với nhau được các bạn. Thì hai những cái đầu này thì nó đã có những cái đầu cái khớp đồng có thể nối với nhau được. Đây. Mua nhiều cuộn thì có thể kết nối được với nhau. Bên mình chỉ có cái cuộn 10 mét thôi nha các bạn. Hàng này thì nó không còn cái loại, không còn cái loại ấy nữa. Thì chúng ta có thể kết nối hai đầu này lại các bạn. Đây này nó hơi cứng cái này. Thì mình kết nối như này với nhau là ra. Và chúng ta có thể mua 3-4 cuộn tùy thích. Rồi. Giá thì vẫn là 90.000 nha các bạn. 90.000 cho một cuộn như thế này.